Xin chào những người không uống được nước ngọt có ga, không uống được nước ngọt có ga. Vì sao? Vì những người đó là nó khắc tinh với nước ngọt có ga, cho nên những người này nè không uống được nước ngọt có ga. Người đang mắc bệnh tim, suy tim, nhồi máu cơ tim, tắc mạch, chi, trẻ em, nói tới trẻ em là 15 tuổi tới xuống 14, 13, 12, 11 ha, uống ngày 2 chai, trẻ em sẽ bị nghiện. Nếu trẻ em uống một ngày 2 chai nó sẽ bị nghiện, nó bị nghiện đó bà con, bị nghiện. Cho nên không uống được nước ngọt có ga, đó là những người mắc bệnh tim, suy tim, nhồi máu cơ tim, tắc mạch chi. Trẻ em 15 tuổi đi xuống, 15, 14, 15, 12, 1, 10, 9, 8 uống một ngày 2 chai. Nếu trẻ em uống một ngày 2 chai nó gây nghiện nha bà con. Nước ngọt có ga nó tốt cho sức khỏe, nó làm cho giảm buồn nôn nè, giảm đau bụng nè, nó hỗ trợ điều trị về táo bón, nó tốt có hại cho tiêu hóa, nó tốt và có lợi cho tiêu hóa, hệ tiêu hóa giữ được canxi trong máu. Ung thư thì không vượt quá một chai một ngày, uống tốt thì không được uống vượt quá một chai một lần, một lon, một chai hay một lon một ngày. Một tuần ta uống 2 lần là 3 ngày ta uống 1 lần, 3 ngày uống 1 lần, 3 ngày uống 1 lần. Còn những người không uống là nguy hiểm lắm ấy nha. Mắc bệnh tim, suy tim, nhồi máu cơ tim, tắc mạch chi. Trẻ em uống ngày 2 chai nó gây nghiện ấy mà, gây nghiện. Xin chúc bà con mạnh khỏe.